answer mine. Lèo chưa kìa, nó quý con chuột kìa. Ăn gì đây? Ôi trời, bây giờ đang cứ ngồi không ăn cơm à? À. Ừ. Về đây à? Thôi ăn đi, ăn cơm đi. Các thấy cô gọi, thấy vừa gọi, cứ tưởng là gọi có việc gì, có việc gì, gọi có gì không? Này bà này, bà nghe con gái ăn cơm này bà này. Bà ơi, bà. Nó đang chuẩn bị. Ở đâu, ở đâu? Cháu gái nào? Úi trời ơi. Úi trời. Kinh thế, úi trời. Sao nóng bức lắm mà này còn đùi áo lót thế bà ơi. Ui, có thằng à? Đây bà này. À, con à? Đẹp bà đánh cháu gái. Cho đây cho con gái với. Ừ. Đó, nhí về đây, nhí cha không. Này, con ơi. Xuống cân là xuống cân mấy cân còn? Cân gì, xuống gì đó, nó hoành tráng. Ê, dài gì? Sao vậy? Ừ, về sáng hôm qua, sáng hôm kia à? À, về nhà chơi với bố mẹ được đâu còn? Năm tuần á, năm tuần hay mấy tuần? Hai tuần á. Hai tuần đấy không này, hình như có nửa tháng à. Nhớ không Covid thì chả nhót về nhà ông bà chơi tí à. À, chưa thi xong rồi bà. À, thế thì chị mà với lại đang Covid úi chào ấy. Bố con cậu Thuận về. Cậu cho em về được 20 ngày rồi con à. Về nhớ bà 20 ngày rồi. Ừ, 3 tuần rồi. Ờ, cậu về đấy. Ờ, nhà bây giờ nhiều vặt thì lắm. Vặt thì cây, trên cây nhiều nó mà không làm sao cho con được. Ừ, quả vặt ấy. Đây này, à, quả vặt ấy này. Thank you.
Ôi chào. Ở nhà thì nắng lắm con ơi, nắng lắm, nóng mà nóng. Ở trong có nắng hay là mưa? Từ hồi cháu nó về ôi chào, nó luôn chân luôn tay suốt ngày rồi nè, cứ tha cứ kéo luôn chân luôn tay không lúc nào chơi mệt chờ. Ăn cơm chưa con? Nấu cơm chưa? Bây giờ bà đi nấu. từ này sau từ hồi cưới chị Huyền đến giờ ấy nhỉ, bà cháu mày chơi rồi ấy. Hai năm rồi đây nhỉ. kem trông ghét lắm, trộm vía cháu kem ấy quá nhỉ, nó bị táo bóng gọi nó con à. Ui cháu cháu đá bóng gọi nó này rồi. Cháu về giờ đã thi với lì đấy. Ừ, đi về đá cậu cối cái hai cậu cháu đá nhau ngày. Đấy, mẹ về này đấy. Nhưng mà làm sao làm thì đảm bảo sức khỏe mà ăn học con nhá. Không được. Không được sự để xuống cân đâu. Để cứ giữ sự khỏe để cháu bà hoành tráng xinh gái. Đấy, xinh gái. Nhá. Lúc khác con nhá. Tới nhá. Đừng bỏ cái cấy này nó ra đấy. Sao? Cứ để vậy con xem này nhá. Con chuột. Nó to quá, cũng tưởng đòn nó mắt nó nhìn sợ chưa kìa. To nhỉ. Đấy nó đòi đâm đâm nó ra kìa. Chết phòng con có không? Chết phòng con không có. Nè. Nhưng mà chỉ có một con mèo xanh trong phòng ông, chỉ một con mèo xanh nhiều vườn. À thế à? Nhiều con đây. Quá kỳ sự mà. Mấy chắc con này to vậy. Đêm nó kêu chít 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 vậy. Tên phản quốc con này ăn bông đấy, tôi mấy triệu bạc. Nói thở kinh quá. Con này nó tha, nó cắn lên nó to con này thì còn được dãi từ bữa giờ. Quả là tha một quả bắt của con này.
đập xong tì nó ra, nó nhấc cái ấy cái này là chạy luôn.